Chào cả nhà yêu thương, cả nhà ơi. Chào cả nhà yêu thương đến đường live video trực tiếp của Tài cả nhà ơi. Tài đang review trực tiếp tại chùa Gò Kén, Tân Thành Trung và thành Tây Ninh cả nhà. Cả nhà ơi, buổi chiều có cả nhà nghỉ chưa? Giờ xem cả nhà ơi, giờ xem. Ồ, 6 giờ rồi. Giờ xem cả nhà ơi. Giờ xem ủng hộ kênh mình nha cả nhà ơi. Xem nhớ cho mình một like và một chia sẻ nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ngang. Ai đăng ký rồi chia sẻ cho mình nha cả nhà ơi. Mình đang review ngôi chùa tâm linh linh thiêng của Tây Ninh nha cả nhà. Chùa Gò Kén cả nhà ơi. Chùa Gò Kén ngang, tọa lạc ở Long Thành Trung ngang. Và thành Tây Ninh nghe cả nhà. Cả nhà giờ xem cả nhà ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cơn mưa chuẩn bị đến. Là review tại chùa Gò Kén nha cả nhà. Chùa bây giờ lên đèn rồi cả nhà ơi. Tháp chính tầng bên trên hồ nước luôn nghe nè. Xem ủng hộ cả nhà ơi, cả nhà vào xem ủng hộ cả nhà ơi. Chùa Gò Kén linh thiêng nha cả nhà. Chùa Gò Kén linh thiêng tâm linh nha. Tại Long Thành Trung nha. Hòa thành Tây Ninh nha cả nhà. Cả nhà lần xa trong nước và ngoài nước nha. Có ai đến tham quan Tây Ninh thì đừng quên ghé chùa Gò Kén để cúng bái nha cả nhà.
Diễn chùa cúng bái rất đông rồi cả nhà. Rồi mình xuống video đây hẹn cả nhà mình video tiếp theo cả nhà ơi.